Gấu đi cài, Việt sắp hại mọi người nhấn like. Điều lệ của Lady, hãy nhìn vào nó, bạn cần nói chuyện để hoàn tất. Memer, có thể tốt đẹp. Những gì đang diễn ra, đó không phải là một việc lớn. Tôi biết điều đó một cách bí mật. Có rất nhiều bất bình và hận thù giữa các giáo phái này. Ở trên núi, họ không dám phạm sai lầm nào vì uy tín của dưới chân núi. Tôi sợ họ có thể thực hiện một số động thái nhờ. Tôi không muốn biết về chuyện của họ. Bạn đã chuẩn bị rất nhiều. Tôi đánh giá cao điều này rất nhiều. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu. Họ đã nhận tất cả những món quà của họ chưa? Nếu bạn chấp nhận thì tốt thôi. Miễn là quà còn ở trong túi chúng ta. Nếu họ chiến đấu sống hay chết, đó là việc của và những động vật nhỏ trên núi của chúng tôi. Hoa, cây và cây sẽ bị tổn thương. À, tại sao tôi lại không nhớ điều này? Phạt phá hoại tài sản ở núi Thiên Thần. Đệ tử, cảm ơn sư phụ vì những lời dạy. Chúng ta hãy đi và quan sát một cách bí mật. Loại chuyện này nhất định phải do Đoàn Tử Hùng làm ra. Chính cậu là người đã làm cho nữ thần của tôi to lớn hơn phải không? Hai chúng ta đang yêu nhau. Nó có liên quan gì đến con bạn? Làm sao có thể? Nó phải phụ thuộc vào những gì bạn đang sử dụng. Những gì cần xem? Cậu không thấy chúng ta đang cãi nhau sao? Memer, sếp, đây là mối thù cá nhân. Không liên quan gì đến Thiên Thần Tông phải không? Tôi không thể kiểm soát cuộc chiến của bạn. Nhưng bạn vừa giết một con muỗi trên núi Thiên Thần của tôi. Cho nó cho ta. Tiêu diệt anh ta. Anh ta đã làm việc chăm chỉ. Tôi chưa làm điều gì có hại cho Chúa. Ông chủ Nana, đề xuất của bạn là gì? Gia đình anh vẫn đang chờ anh trở về. Không ác quá sếp ơi. Ông chủ, chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho ông. Vâng, anh đã gây ra rất nhiều tổn thương tinh thần cho gia đình. Chi phí ăn uống và lương hưu. Tôi sẽ giảm giá lớn cho bạn 15.000 mỗi người. Đồ ăn nhẹ là đủ. Này, sếp, rõ ràng là anh có tôi vừa tìm thấy một lý do. Điều này đang coi thường chúng ta. Tất nhiên, bạn cũng có thể từ chối cạnh tranh. Sẽ không có gì xảy ra với bạn nếu không có bạn. Cuộc thi liên quan tới truyền thừa của thánh nhân. Đây là cơ hội mà họ sẽ không bao giờ có được trong đời. Sao cậu có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Ông chủ, đây là 15.000 đồ ăn nhẹ. Ông chủ và tôi. Cho mọi người biết, đệ tử, trong trò chơi, bây giờ chúng ta hãy gác lại mọi mối hận thù. Cơ nghiệp của các thánh quan trọng hơn. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi nhìn thấy tinh thần cao độ trong mắt bạn. Tôi rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thích hoa bay. Đơn giản hóa mọi quy trình. Chỉ cần tiến hành cuộc thi theo quy định trước đó. Zigan làm theo kế hoạch của chúng tôi. Cần có 5 nhóm để loại trừ và sàng lọc. Tôi em rằng có một số thứ không thể sử dụng được ở đây. Thủ tục ban đầu của sư phụ là yêu cầu họ đến đảnh lễ. Sau đó đi đến đồng bằng bên dưới để kiểm tra. Nó không cần thiết. Hãy tranh tài trên đỉnh núi Tên Ghim. Học giả bình tĩnh đưa tay ra, khung cảnh thay đổi chóng mặt trong giây lát. Thế còn việc nhìn từ giải ngân hà xuống thế giới loài người thì sao? Câu nói này gợi lại suy nghĩ của mọi người. Hôm nay, mình thật may mắn khi được tham gia một cuộc thi như vậy. Đời này không hối tiếc. Nằm trong thiên hà, đây là cách chữa bệnh của tổ tiên chúng ta. Tôi có đức hạnh và khả năng. Hôm nay tôi đã thấy phương pháp của Hoàng đế Sun. Có vấn đề gì nếu Trung Quốc rơi vào cát bụi, nhưng sau khi lật đổ sẽ được giao lại cho chủ nhân. Xin nhận con làm đệ tử. Liu Shen xin Hoàng đế nhận tôi làm đệ tử. Trở về bất ngờ, đừng xúc phạm Hoàng đế Sun. Khịt mũi, phim của cô bé thật sự rất hay. Chỉ một câu thôi, tôi muốn sư phụ nhận tôi làm đồ đệ. Bạn rất dũng cảm, nhưng việc thu nhận đệ tử của tôi không phải là điều dễ dàng. Tôi hy vọng Hoàng đế sẽ tha thứ cho hành xấu phạm tội của con gái. Đừng lo, tôi sẽ không tranh cãi với anh ấy về vấn đề này. Lời vừa rơi, hai cha con bị một thế lực vô hình đưa về chỗ cũ. Đó là trường hợp, sau đó cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Xin vui lòng, nên nằm, ngồi hay đứng, tôi sẽ không ngăn cản bạn. Tôi ở đây, bạn không phải lo lắng về việc rơi từ các vì sao. Có 10 người tham gia thi cấp 4, đầu tay đôi nhiều lần, nút sốt thăm. Thì ra mục thần của thiên thần giáo đang chiến đấu chống lại vân vân thiên của kiếm động. Phong vân phải dương quảng đầu với thập phương phái hỏa tử mạt. Học viện xích dương long vân trương đóng vai nhạc an hoài xa. Xuân ga hoa kinh ngu viết si, xuân ga gâu kỳ si. Gia đình phu ở biệt thự Ghim Long chiến đấu bằng những phương pháp thần bí không thể tưởng tượng. Xuân ga đặt kho báo lên gương tử cư. Bây giờ không may mắn, hai đệ tử trong tông lại đụng phải nhau. Trận chiến kinh thiên cấp 4 chính thức bắt đầu. Thấy Vân Vấn Thiên khóc, ông xin lời khuyên từ các đệ tử của Hoàng đế. Hỏi lời khuyên là nghiêm chỉ để thảo luận. Kiếm thật tốt, xứng đáng là đối thủ của tôi. Cũng giống như bạn, anh xứng đáng là đệ tử đầu tiên của Hoàng đế Sun. Đột nhiên, vô số lời đề nghị tuôn ra từ cơ thể Ma Cân. Những lời đề nghị được lan truyền, chuyển đổi bao phủ hầu hết hòn đảo. Em rằng trình độ của mục thần không phải hạng nhất phải không? Cậu bé này thực sự sở hữu một tinh thần kiếm thuần khiết. Không thể tin được. Như chúng ta biết, ý định của Kendo không gì khác hơn là hai ngọn núi kiếm thuật, và ai có thể leo lên một trong những ngọn núi này sẽ là vua kiếm thuật. Tôi muốn nhìn qua. Rốt cuộc, kiếm thuật của tôi tốt hơn một chút. Bạn vẫn có kiếm thuật rất cao. Một lần di chuyển. Xin lỗi. Cảm ơn vì lời khuyên. Trước đây chúng ta chính là người đã đánh giá thấp Thiên Thần Tông. Chỉ vì điều này, tương lai đầy hứa hẹn. Khi trận chiến giữa Yan Uyên Chiên và Man Hương kết thúc, ba trận chiến còn lại cũng kết thúc. Bây giờ chỉ còn lại Dương Quang và Hoắc Tử Mặc để chiến đấu. Tại sao tôi không tiến bạn lên đường? An. Thầy Quách, đệ tử của thầy giỏi thật. Cuộc tấn công của anh ta rất tàn nhẫn.
Trên sân khấu, tất cả phụ thuộc vào khả năng người đều bình yên. Đây là điều chúng ta đã đồng ý trước đó. Nếu sau này có một trận chiến sinh tử, người học việc của bạn đã chết dưới tay người khác, bạn vẫn phải đổ lỗi cho đối phương vì không đạt được. Bạn là thành viên của không thể chết trên sân khấu. Sự sống và cái chết. Nhưng vì chúng ta đang khinh thường nó ở núi thiên thần. Vậy thì cho dù cậu có bắt Đinh Yên lưu hôn anh, thậm chí đừng nghĩ đến việc mời mọi người từ tôi. Cảm ơn Hoàng đế Săn đã cứu mạng bạn. Con bé chỉ cười nhẹ, quay trở lại khán đài. Ngay khi tôi quay lại, những bước chân hơi buông xuôi. Để cứu hòa tử Mặc, tôn bé mất một số năng lượng thực sự, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Trang Bình Đông đột nhiên nhận ra, chẳng trách vết thương của Hoắc Tử Mặc lại lành nhanh như vậy. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng tội lỗi. Bình Đông chắc chắn sẽ báo đáp lòng tốt này. Công việc tốt, người lãnh đạo vĩ đại của tôi về giáo phái thiên danh tính được tôn trọng. Hãy hành động ngay lập tức, không bao giờ ngắn. Cả năm trận chiến đều kết thúc, người chiến thắng là Mộ Thần. Bài viết của Dương Quang Long, Yên Bo Xin. Một người được tạm biệt trong trò chơi tiếp theo. Hai người đánh nhau. Tạm biệt Hoa Kim U Tiên Sơn Sông Ma Cân. Trận chiến chống lại phong vân giáo dư. Bài viết về rồng của học viện chiến đấu chống lại ma thuật không thể tưởng tượng. Nghỉ ngơi một giờ. Các khán giả thân mến, xin đừng rời đi. Nếu tôi có thể trở thành đệ tử của Hoàng đế Chiều Sáng, có lẽ hắn sẽ bị Hoàng đế Săn giết chết bằng chính nhận làm đệ tử. Đệ tử của Hoàng đế, này, hôm nay em sẽ thua trong tay anh. Nó thực sự rất kín gió. Đạo giáo rất thông minh. Biết các lĩnh vực tư vấn của Mark Dunn không phải là một rắc rối lớn. Khối lượng xa sử dụng tiện lợi để làm suy yếu tính toàn vẹn của tên miền được giảm áp lực cho bản thân. Vì bạn muốn xẻ nó thế ra, thì tôi sẽ chủ động giải tán. Hoàn toàn không thể. Tôi đang ở đỉnh cấp 4. Trong tấm gương đó không ai là đối thủ của tôi. Tôi tuyệt đối không thể thua được. Đáng khinh. Còn việc sử dụng thuốc tiên thì sao? Tôi không tin điều đó. Bạn đã không cho nó cho đệ tử của chính bạn. Chuẩn bị những phương tiện gì? Những quy định này được mọi người cùng nhau soạn thảo. Tôi không muốn sử dụng của trứng nấm cực lớn này. Tại sao? Ai bảo bạn uống thuốc? Xem ra lần này Quách sư phụ sẽ thất vọng. Các đệ tử của Hoàng đế Săn của thực là phi thường. Mọi người có thấy rõ không? Niềm tự hào thực sự của thiên đường là gì? Bạn có dám lười biếng trong tương lai không? Nó không thể là giả. Nếu là giả thì phải chết. Phải. Anh, ngươi sẽ gặt lấy hậu quả. Kết quả trận đấu giữa Long Nguyên Hăng và Hoa Kỳ Ngu. Đối thủ tiếp theo của tôi là ai? Sư huynh Long Nguyên luôn thua Long. Bài viết đã chút hết mực trong bụng. Thật đáng tiếc khi chúng ta vẫn không thể làm gì. Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài. Tôi nghe nói rằng anh ấy trông khá xấu xí khi rời khỏi chương trình. Những học giả này đẹp trai. Trời đã muộn rồi. Các bạn suốt ngày theo dõi trận chiến. Tôi đọc tốt hơn là sử dụng bánh xe cấp 4 để chinh phục 3 viên vàng. Đặt nó vào cuối. Làm sao? Chính xác 3 cuộc đấu tay đôi là điểm nổi bật. Tôi nghĩ nó ổn. Vậy chúng ta hãy nghỉ ngơi nhé. Xin chào mọi người, tôi là Thiên Điều Đạo. Điều đó thật khó khăn với tôi. Có một bức tường treo đằng cướp mất tôi. Sẽ không nói gì nếu Chúa bỏ rơi tôi. Vậy bây giờ có một cái khác. Bạn muốn trực tiếp tiêu diệt tà giáo của tôi. Kẻ vụng về bất tài. Nó khiến tôi vượt qua tấm màn bảo vệ của thế giới. Trình độ tu sáu giảm thẳng xuống cấp. Hắn cũng bị Thiên Đạo phát hiện. Tôi cần đẩy nhanh tiến độ và đề cao tu luyện của mình. Nước chừng mọi thứ có thể nuốt được. Đừng cho trời có cơ hội phản kháng. Đúng. Tôi muốn xem liệu bạn có thể phản ứng nhanh hơn hay tôi có thể nuốt nó nhanh hơn. Tại sao tôi lại hắt hơi? Thằng nhóc nào đang mắng tôi thế? Đạo hữu, ta có chuyện quan trọng cần bàn. Xin đồng đạo hãy bay lên không trung. Đây là con đường của thiên đường. Anh ấy ở đây để làm gì? Chẳng lẽ là lần trước ta cố gắng làm một thần vui lên bị tước đoạt bằng cấp? May mắn của Chúa đã đến trước cửa nhà bạn. Bạn sợ điều gì? Tôi có một miền bất khả chiến bại. Ngay cả khi Chúa đến, ông ấy cũng không thể máy làm gì. Máy chưa hệ thống bên phải. Đây là khái niệm của tôi. Bạn hiểu rõ hệ thống. Sau đó khoe một cái trước. Chủ nhà thiên đường, bạn là một con chó thực sự. Bạn có đoán được tôi đến để làm gì với bức tranh treo tường chưa ra ngoài? Đó có phải là hiện thân của thiên đường? Dường như đó là hiện thân của thiên đường. Thiên đường này hình như đang đợi ai đó. Không thể nào là Hoàng đế Săn. Tôi nghĩ rằng nó là chỉ có Hoàng đế Săn mới đủ tư cách ở đây. Treo tường chết tiệt, trên đời này làm sao có thể có người như vậy? Ở trên thiên đường, tôi chưa bao giờ phải chịu những bất bình như vậy. Cậu vừa nói gì đáng ghét vậy? Không không, tôi nói bạn được mọi người yêu mến. Người tài hoa ngắm hoa nở. Chẳng phải tôi sẽ cướp đi của bạn một chút tham lam sao? Có cần thiết phải đến tận nhà để giải quyết các khoản như thế này không? Không, không, bạn hiểu lầm đây rồi. Đây đều là những vấn đề tầm thường. Bạn có biết ma quỷ không? Đó là gì vậy? Chúng không phải là đồ vật. Chuẩn rồi. Chúng không phải là đồ vật. Nhưng họ độc quyền sử dụng nguồn gốc thiên đường làm nguyên liệu. Sau đó hãy vượt qua chính mình. Sau đó ngươi đến tìm ta để tiêu diệt quỷ đội. Vâng. Nhưng tôi cũng không thể xuống núi. Đệ tử của tôi giờ đây yếu đuối quá. Tôi không thể giúp bạn điều gì. Thu thập len, len của Hashi Tiên đâu? Điều này không xảy ra thường xuyên. Thưa anh em, tôi hiểu. Ác quỷ vẫn chưa thức dậy. Tất cả những gì bạn cần là triệu tập những giáo phái đang cạnh tranh cùng nhau có khả năng bị loại cao. Đây có phải là cái này không? Có vẻ như hôm nay tôi sẽ ra máu rất nhiều.
Thầy mỉm cười, tiên đâu không thể thoát khỏi số phận bị tống tiên. Không đời nào, đó là con đường của thiên đường. Làm sao có thể được? Hoàng đế săn thật bí ẩn. Có lẽ nó có thể. Chúng ta sẽ biết khi hoàng đế săn trở lại. Vậy lần sau tôi sẽ nâng cao trình độ. Tôi muốn 50 chỗ để vào hậu trường. Tại sao bạn không đi mà lấy nó? Đây không phải là một vụ cướp sao? 40, 15, 3. 1020 không còn nữa. Được rồi, hãy đến số tiếng động. Hành động nhanh chóng. Ma quỷ nâng cao trình độ của mình rất nhanh. Tôi biết rồi, ông già. Làm ơn quay lại đến nữa. Nhưng cái này hơi lớn. Ô, bạn đang nhìn gì đó? Sư phụ, đường trời có nhiều len phải không? Những người tốt bây giờ đừng bào chữa nữa. Trực tiếp như vậy sao? Một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là tôi có 20. Tôi sẽ trực tiếp nâng cấp cho bạn quyền tự chủ 12 tay. Tin xấu là thế giới của chúng ta đã bị lũ quỷ xâm chiếm. Ác quỷ, đó là cái gì vậy? Thế giới này sắp kết thúc phải không? Không thực sự, do nhiều lý do, con quỷ này ác thật. Vì vậy tôi muốn các bạn đoàn kết, cùng nhau tiêu diệt ma quỷ. Lần này là vương quốc bí mật bạn của những đệ tử xuất sắc trong giáo phái của mình. Không giới hạn, 5 người đã thể hiện tốt. Tôi giúp họ nâng cấp lên cấp 12. Những người còn lại đều là đệ tử của thiên thần tông của ta. Hoàng đế săn, chúng ta cũng có thể bằng cấp 12. Nhưng chỉ có đứa trẻ thấp kém mới có được nó. Không ngờ cả đời mình lại có thể bước vào thánh vực bí cảnh. Có lẽ chúng ta có thể vượt qua các vị thánh. Được rồi, chúng ta hãy quay lại quận hạ. 3 ngày sau, đi đến nơi tu sĩ kế thừa. Chủ nhân, chuyện gì đã xảy ra với biệt thự của chúng ta vậy? Bạn có chắc không? Xác định một lực lượng không rõ nguồn gốc. Hoàng đế săn, xin hãy cho phép tôi quay trở lại sau 3 ngày. Được rồi, tất cả hãy để sự quân cảnh giác hơn. Kể câu chuyện về ma quỷ. Một số người lạ bị trực tiếp cầm tù. Đây là vấn đề của cả thế giới. Bạn nên biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Mặc đại nhân thật sự đáng sợ như vậy sao? Ừ, nhưng đó không quan trọng. Thầy ở đây, nếu bầu trời sụp đổ, một người đàn ông cao lớn tôi chỉ có thể bảo vệ được 3/3 mẫu đất này. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho phần còn lại. Vị chủ nhân này vừa mới xé lông thiên đảo xong, chỉ đang nghĩ cách phân phối vật tư. Kế tiếp, tất cả đệ tử của tôi đều là siêu nhân bất khả chiến bại. Với trình độ của mình, tôi có thể yên tâm nghỉ hưu. Atsuko, giao nộp tất cả học trò của tôi. Gói quà tặng thương hiệu chính đã về. Đó là Masita, Nam, và Thu Lạc Dương. Hãy trả lại anh ấy nữa. Anh trai, tại sao bạn lại có thời gian đến gặp em trai của bạn? Hãy nghe lời thầy, có thứ gọi là Thiên Mặc đã đến thế giới của chúng tôi. Sau đó tôi thảo luận với tiên đâu về cách tiêu trừ yêu quái. Anh ơi, con đường thiên đường anh đây có phải là con đường của thiên đường mà tôi hiểu tệ? Tôi là một chàng trai, tôi sợ mình không mơ. Sư đệ và sư phụ đã gọi tôi đến đây. Tôi đến để yêu cầu bạn quay trở lại. Ý bạn là gói quà tặng thương hiệu chính đã. Em ơi, chúng ta đã gặp được thầy giữa biển người bao la. Đó là phúc lành của chúng tôi. Đó là bằng cấp lớp 12. Không ngờ tôi lại là thủ lĩnh của một giáo phái. Có một cơ hội như vậy, có lẽ không phải là không thể đột phá được thánh nhân. Tôi không thể chờ đợi. Em trai, đi thôi. Vẫn chưa nói với tôi. Gói quà tặng thương hiệu Masita. Lúc đó bạn sẽ biết. Nó không đủ để nuốt chửng một lực lượng. Còn lâu mới đủ. Tôi nghe nói anh ấy phải hành động. Cần phải tăng tốc. Bậc thầy, chúng ta định mở tiệc mừng chiến thắng của đại ca à? Ăn và bạn sẽ biết cách. Đã lâu rồi tôi chưa kiểm tra cơ thể của bạn. Giang hồ, tới đây. Thầy ơi, thầy có thể nhẹ nhàng hơn được không? Em rằng đây không phải là lần thứ 999 giang hồ bị đánh. Sư phụ phải xử lý tốt việc này. Nếu không thì tại sao lần nào lý do cũng giống nhau? Tại sao? Tôi lại phải ra ngoài và ẩn ở nó nhà không nữa. Thể bị hổ phát hiện. Nếu không chúng ta sẽ cười nhau mấy ngày. Làm hổ không dễ. Được rồi, mọi người đều ở đây. Đây là ông tiên đâu? Thuốc tiên vào lớp 12 được trao miễn phí cho chúng không tôi. Có bất kỳ tác dụng phụ nào. Bạn có thể tự tin sử dụng nó. Tại thời điểm này, ngựa buồn có phi nước đại trong lòng mọi người. Họ cảm thấy như một giấc mơ, trình độ chuyên môn hàng đầu huyền thoại. Bây giờ nó cảm thấy đơn giản như ăn đậu. Sư phụ, sư huynh đâu? Anh trai vẫn chưa đến. Tại sao sư huynh của bạn lại mạnh mẽ như vậy? Bởi vì trình độ của anh ấy đã đạt tới cấp 12. Được rồi, nhanh lên và hấp thụ nó. Kế tiếp, vẫn còn những nhiệm vụ vô cùng khó khăn đang chờ đợi bạn. May mắn thay, tôi đã chọn cách giải đáng giáo phái. Tôi sẽ không thể đạt tới cảnh giới. Đột phá trình độ lớp 12 cảnh giới chẳng phải giống như uống nước sao? Chết tiệt, đây thực sự là việc làm của một con quỷ sao? Ôi sét đã về rồi, nhưng nó ổn mà, tôi gần như đã hút nó. Ác quỷ, ngươi phải chết thật tốt. Đừng lo lắng, tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ chúng ta hãy đến núi thiên thần. Hoàng đế săn phải có cách. Ma quỷ chờ đợi. Tôi phải giết bạn bằng chính đôi tay của mình. Hình ảnh chính, những giáo phái hùng mạnh đó đều đã đến núi thiên thần. Tôi nghĩ chúa chắc chắn đã có hành động nào đó. Bạn kiểm soát dạng san hô, được gọi đến núi thiên thần để kiểm tra tình hình. Nếu bị mắc, rồi chúng ta sẽ lớn lên một cách. Đợi ta đột phá hoàng đế săn rồi tiêu diệt chúng. Đúng. Cần đẩy nhanh tiến độ. Sẽ có chút khó khăn để đối phó khi những giáo phái đó phản ứng. Tôi sinh ra để hướng tới tương lai. Bạn đã là người có trình độ nhất trên thế giới này. Chuyến đi đến vùng đất bí mật của tôi hy vọng tất cả các bạn đều có thể tìm thấy con đường riêng, sau đó bảo vệ thế giới này. Bây giờ bạn phải có rất nhiều hiểu biết sâu sắc. Tất cả chúng ta hãy quay trở lại tập. Vâng, đúng vậy.
Con quỷ chết tiệt. Các đạo hữu, giáo phái của bạn có bị ma quỷ tấn công không? Như nhau, giáo phái của tôi sẽ phản ứng nhanh hơn, vì thế tổn thất không lớn. Chúng ta hãy đi thỉnh cầu hoàng đế săn ra ngoài và tiêu diệt. Hoàng đế săn có thể không ra khỏi. Dù sao thì bây giờ ma quỷ cũng tương có lẽ ông cũng có ý định đào tạo đệ tử của mình. Sau đó đợi đến thánh vực bí mật rồi mới đến đó. Biết đâu chúng ta có thể cạnh tranh với nhau để trở thành thánh. Đã đồng ý. Con quỷ này thăng cấp nhanh quá. Nếu không có tôi sẽ không thể cản thiệp bị sét đánh chết. Cho em hỏi cái treo tường có làm được không? Khi ác quỷ được thăng cấp thánh, tăng sấm sét và đánh anh ta đến chết. Không thể nào, chắc hắn phải có thủ đoạn gì đó. Thật khó khăn. Con quỷ này, hóa ra tôi muốn gây rắc rối cho nhân vật chính có lĩnh vực bất khả chiến. Mặc dù có rất nhiều người ở thiên thần giáo, nhưng họ chưa phải là đối thủ của bạn. Ta đến lúc ra đi và làm những việc thiện. Đó là ác quỷ. Người tên Gin Yamagami. Cho bạn 3 giây. Mọi người hãy ra ngoài. Người trên núi thiên thần không đơn giản. Tôi hy vọng anh ấy có thể tìm ra sự thật. Người tốt này cũng giống như Lục Cửu sao? Sở hữu chủ thể giác quan thứ 18. Đó ở ngoài lãnh địa của tôi. Tại sao bạn đột nhập vào thiên thần giáo của chúng tôi mà không có lý do gì? Nói thì dễ, đã phá hủy tôn giáo thiêng liêng của bạn. Đã quên tàn tích của Kihao. Tôi có nhớ không? Bạn là chúa quỷ của giáo phái ác linh. Làm sao có thể không có sức mạnh tâm linh? Làm thế nào bạn chặn được đòn vừa rồi của tôi? Bạn là thủ lĩnh của thiên thần giáo. Mọi người trên thế giới đều biết bạn không tin điều đó. Hãy đến thiên thần tông của bạn một là giải quyết mọi việc với bạn Sihamihi. Nhân của Tôn Mô là thứ khen ngợi bạn. Hãy xem bạn nặng bao nhiêu. Dám làm kẻ thù của giáo phái ác linh của tôi. Tôi rất thông minh. Đừng nói điều gì đó. Rồi đợi đến khi anh ấy nổi giận. Có phải là hoàng đế? Hãy xem liệu một động tác có thể giết chết bản sao của tôi hay không. Tôi vẫn chưa biết bạn đang nghĩ gì. Việc giết một trong những bản sao của bạn, tôi đã nhìn thấu nó. À, tôi bị thương. Tại sao bạn lại mạnh mẽ như vậy? Tôi không thể đánh bại bạn. Tôi phải làm gì? Tôi biết đó không phải là hoàng đế. Nhưng chúng ta vẫn không thể để cơ thể chính đi vào dễ dàng được. Chỉ cần đi đến xem liệu anh ấy có thể xử lý được không. Hóa ra đó là một vũ khí. Bản sao sẽ không thể giải quyết được nó. Hãy để cơ thể vào và giải quyết nó. Vũ khí ma thuật là của tôi. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Hóa ra là phụ thuộc vào ngoại lực. Tên khốn nhỏ, cuối cùng bạn đã vào. Có khả năng không? Điều tôi nói là có thể. Tôi nhìn thấu tâm trí bạn. Memo, người hâm mộ quen thuộc nhất, nó có thể là... Tôi đã gặp đứa con thứ 6 à? Lão Lưu không? Sếp, tôi nói tôi đến đây nghỉ dưỡng. Anh tin hay không? Bạn nghĩ tôi có tin hay không? Quý ông hãy nhẹ nhàng. Tôi chắc chắn sẽ trở lại. Thế thì quay lại ngay đi. Sếp, bạn nghe nhầm rồi. Điều tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ quay lại. Hôm nay tôi gặp ma à? Đừng lo, tôi vẫn còn một con át chủ bài. Tôi là thủ lĩnh của Sinnoh Lâm, hiến tế tất cả sinh vật ở núi Thiên Thần. Xin hãy mời thân quỷ đến thế kỷ này. Chính anh đã ép tôi dùng chiêu này. Xiên, đây là để viết một bài thơ tạ ơn hiếu thảo của tôi. Tôi có ý trời, vẫn muốn làm điều tương tự. Nếu lần trước bạn không sắp xếp nó quá lâu, làm sao tôi có thể cho bản sao của bạn vào không gian sửa chữa? Cách của chúa, bạn thậm chí không thể anh tự bảo vệ mình. Nhau, em và anh sẽ trở thành một. Ha 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 ha. Tiểu Bắc Đô Tử, không chắc chắn ai sẽ thua và ai sẽ thắng. Tôi có một bức tường treo trong tay. Tên khốn nhỏ, bạn có cái gì? Ông già này đang làm gì vậy? Không phải là tôi không thể đánh bại anh ta. Tôi còn sợ ai nữa trong lĩnh vực của mình. Lão Lưu, để ta nói cho người biết. Sự giúp đỡ của bạn không được tính. Cậu đang đùa với lửa đấy biết không? À, bạn đã nói cảm gì ơn. Thế? Không, cảm đó ơn. Là niềm vui của tôi. Tôi sẽ để lại Kami bé nhỏ đó cho bạn. Người tốt rất giỏi giữ mối hận thù. Bạn không có con át chủ bài sau nào. Sau đó hãy cùng tôi đến gặp nạn nhân. Thiên Thần Tông thực sự có một người mạnh mẽ như vậy. Nói cách khác, đó là thứ do người đi trước để lại. Nếu không được thì phải nhanh chóng quay lại và thông báo cho cơ quan chính. Hiện tại tình huống ở Thiên Thần Sơn thế nào? Nói cách khác, người ta nghi ngờ có Trần Gian buộc phải xuất hiện. Đúng rồi, yêu cầu người bên ngoài kiềm chế lại. Chờ cho đến khi biết rõ tình hình trước khi... Không phải họ đang đi đến thành giới bí mật sao? Xem liệu bạn có thể lèn vào không? Đúng. Có vẻ như tôi phải ẩn mình một thời gian rồi. Đây là thủ lĩnh của huyết linh giáo. Anh ta cũng là nhân vật chính của vụ việc này. Bây giờ đưa anh ấy cho bạn. Bạn có thể giải quyết nó theo cách bạn muốn. Xin cảm ơn Hoàng đế San đã giúp anh trả thù. Từ giờ trở đi, tôi sẽ leo lên núi kiếm và rơi xuống biển. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến khi tôi rời nơi ẩn dẫn lần đầu tiên và đi vào bí mật của những người xa lạ. Hy vọng bạn có thể tìm thấy những gì bạn muốn. Các bạn có thể cho tôi chút mặt mũi được không? Cứ để người lãnh đạo này cho tôi. Chắc chắn rồi, mặc dù chúng tôi cũng bị tấn công bởi Sinnoh Lâu, nhưng tổn thất không lớn. Ông già tốt, đầu tiên tôi sẽ cho bạn một đòn. Xoa dịu hận thù trong lòng. Tôi cũng sẽ đến. Làm sao có thể được nếu không có tôi? Đầu này có nấm mọc à? Mẹ, bố, ông bà. Kính thưa tổ tiên, tôi đã trả thù cho bạn. Không tệ, cuối cùng chúng ta cũng có hai người mạnh mẽ ở Vương quốc Hoa Long ở núi Thiên Thần. Tất cả chúng ta đều được sư phụ bán phước. Bằng không muốn đột phá, không biết năm con khỉ, tháng ừ. Đợi họ vượt qua, bạn đưa họ đến Vương quốc bí mật của Thánh. Thầy sẽ không đi. Đó là chủ nhân và tôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ. Đã nghe rất nhiều lần, tại sao tôi nghe mãi không thấy chán? Ông chủ này có bao nhiêu con chó? Dùng chuyện trời để thu phục lòng người.
Đây chính là vũ khí để nâng cao trình độ. Học trò nào của bạn đã thể hiện tốt? Ai đủ tiêu chuẩn? Tiếc quá, mấy con khốn nạn đó rẻ tiền quá. Thế hệ trẻ sắp cất cánh. Thiên bằng có thể cảm nhận được ý đồ của chúng ta. Nói cách khác, đi đến thánh vực bí cảnh lần này sẽ không... Bạn nên chuẩn bị tinh thần. Anh dám tới, tôi sẽ cho anh ta vài cái mông. Một kẻ chỉ biết lén lút. Được rồi, chuẩn bị đi thôi. Cuối cùng tôi cũng có thể sống cuộc sống hưu trí trong yên bình và mãn nguyện. Cuối cùng khởi hành, có một bất ngờ lớn đang chờ đợi bạn. À, không, tại sao cái gọi là hoàng đế đó lại không... Và chuyến đi ngược dòng cuối cùng, rõ ràng là không mạnh đến thế. Có gì mờ ám trong này à? Người này thực sự không muốn tôi chăm sóc bản thân khi về già sao? Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với em trai và cháu trai đó. Kể cho tôi nghe chi tiết. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể dựa vào cổ vật ở núi Thiên Thần, nhưng hiện vật đó không thể di chuyển được. Đó là lý do tại sao bạn rất cần núi Thiên Thần. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm. Là vậy sao? Tốt cho bạn, bắt sống những đệ tử đó. Chẳng phải bạn sẽ biết nếu bạn đến núi Thiên Thần và làm lại thì mọi chuyện ở dạng san hô tuyết liên thế nào? Tất cả đều sử dụng các phương pháp bí mật. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi đối phó với vậy thì hãy đi bắt họ trước. Đây có phải là lối vào cõi bí mật của thánh nhân không? Ai trong số các bạn phát hiện cơ hội đó là của ai? Nếu không, hoàng đế San sẽ trách thế thì tôi không thể kiểm soát được nó. CCC vẫn muốn tiếp tục cướp tài nguyên, biến nó thành chất dinh dưỡng của tôi. Anh là ác quỷ phải không? Tại sao bạn biết nơi ở của tôi và những người khác? Cái này, bạn sẽ không biết khi nào bạn và tôi trở thành một. Mẹ kiếp con quỷ, tôi muốn gửi bạn đến gặp tổ tiên của tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi không thể di chuyển? Đội hình này đang hút năng lượng của tôi. Phải chăng đội hình này đang hút sinh lực của họ? Các ngươi quỷ thật sự không phải là thứ tốt. Họ tự hào về cái chết. Đưa họ đến núi TNC. Nhớ, dừng lại khi bạn cảm thấy có cảm giác khủng hoảng phía trước. Đó là chúa quỷ. Chúa quỷ. Tôi muốn xem bạn là cháu thật hay cháu giả. Làm thế nào để bạn cứu ai đó khỏi tôi? Chết tiệt, sao ông già đó lại biết được? Đó có phải là mục đích của việc treo tường không? Sẽ vô ích nếu bạn sử dụng tài nguyên của tôi. Tôi đoán chắc hẳn phải có phương án dự phòng nào đó để treo lên tường. Con quỷ này thông minh đến vậy sao? Bên ngoài vương quốc của tôi, nhưng lĩnh vực của tôi có thể được mở rộng. Nhưng không phải bây giờ. Tôi biết bạn đang chú ý ở đây. Tôi cũng biết rằng có thứ gì đó trong núi tiên. Thứ này có phạm 6. Tôi đã tìm thấy phạm 6. Vì vậy, nếu bạn chứng kiến đệ tử thân yêu của mình chết, chỉ cần vào bên trong đội hình này cho bạn 3 ngày. Tốt lắm, anh đã dùng bản sao để lừa dối. Làm sao chúng ta có thể đánh lừa được hình dạng thật của hắn? Bạn khá thông minh. Chủ nhân thật sự không phải là hoàng đế sao? Không thể, không thể. Trời sẽ cho sư phụ 3 điểm mặt. Thầy phải có cách khác. Yêu, tôi vẫn chưa xác nhận liệu bạn đã tự hủy tôi. Có vẻ như đó là sự thật. Thế thì tôi chẳng có gì phải sợ hãi trên thế giới này. Tôi sẽ quay lại và giúp bạn tìm cách làm giáo viên. Hãy nhìn, chủ nhân của bạn đã chạy trốn tất cả. Đã từ bỏ bạn. Bạn đang nói nhảm, sư phụ sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta. Một cảm giác sợ hãi tự nhiên dâng lên trong lòng mọi người. Ngoại trừ một số đệ tử. Chỉ cần lấy may mắn của bạn. Tôi quay lại trước, các bạn đang canh gác ở đây. Đúng là anh ấy không thể đi ra khỏi phạm sao. Vậy ra anh ta không phải là cháu trai thực sự của đi gọi 3 bản sao còn lại quay lại. Đợi đến khi chúng ta chặn tay vào kho báu. Đây đó. Không phải là trường hợp bất khả chiến bại. Nguồn gốc của đạo trời sao? Không phải là chuyện phút giây. Nhận được. Đừng trời thật sự muốn phá thiên đường. À, không, anh ấy dường như là chúa. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ diệt vong. Về nhé mọi người. Bản sao của tôi. Mặc dù vẫn còn thiếu một chút để trở thành nhưng thế là đủ. Cho dù đó là hoàng tôi cũng có khả năng chiến đấu. Đệ nhất là bỏ chạy. Hết 3 ngày rồi. Bạn đang nghĩ gì vậy? Đây là cơ thể đang đến. Đã cứu tôi rất nhiều thứ. Tôi có bao nhiêu máy chủ xứng đáng với giáo phái trong hệ thống? Bạn vẫn còn 58.610 điểm môn phái. Đủ rồi, chỉ cần dùng 1.000. Ai đã bảo ma quỷ đến gần lãnh địa của tôi như vậy? Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi vượt quá phạm 6 này? Tôi không có khả năng giết bạn sao? Thật nhiều điều vô nghĩa. Bạn nên đi ra ngoài. Miền hệ thống, mở rộng 10.000 mét. Bạn có nghĩ rằng tôi có khả năng giết bạn bây giờ? Bạn vẫn quá kiêu ngạo, cơ thể chính thực sự đã đến. Kẻ đã làm tổn thương học trò của tôi. Cái chết không đáng tiếc. Các đệ tử hãy về nhà thôi. Thầy ơi, con biết thầy sẽ không bao giờ quên chúng con. Thầy ơi, con muốn ăn bông gà. Thầy sống lâu. Con quỷ bị tiêu diệt. Tất cả học viên đều có trình độ cấp 12. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Tôi biết mà, không thể nào việc treo tường này lại có thể bị người khác dẫn đi xung quanh. Chúa đang đến bạn may mắn lần này. Lần sau bạn sẽ không gặp may mắn như vậy nữa. Bạn già sen, tôi vẫn muốn có lần sau. Hãy tiếp tục và mơ ước.